Thưa quý vị, bên cạnh việc chuẩn bị tốt nhiệm vụ giữ gìn sự bình yên cho nhân dân vui xuân đón Tết, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế còn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa chăm lo Tết cho người nghèo khu vực biên giới. Ngay từ sáng sớm tại đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây đã diễn ra chương trình Xuân Biên phòng để người dân có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đón Tết vui vẻ, đầm ấm hơn. Hơn 50 suất quà Tết đã được cán bộ chiến sĩ trao tận tay người dân biên giới biển. Quà rất là ý nghĩa và được trong đó là có cái sự quan tâm của đồn biên phòng đối với bà con khó khăn trong cái dịp Tết này và giúp bà con có một cái Tết được ấm no vui vẻ hơn. Trong dịp này, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây còn trao tặng 5 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập. Trao tặng 5 suất quà cho các em học sinh được đỡ đầu trong chương trình nâng bước em tới trường, mỗi suất học bổng trị giá 500.000 đồng. Hàng tháng cháu được các chú bộ đội biên phòng hỗ trợ học tập. Tết này cháu được các chú tặng món quà ý nghĩa này, cháu cảm thấy rất là vui. Lộc Vĩnh là một trong những xã biên giới biển còn nhiều khó khăn của huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế. Toàn xã có 196 hộ nghèo và cận nghèo. Để chung tay chăm lo Tết cho đồng bào biên giới, đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Chân Mây đã huy động mọi nguồn lực để trao tặng những phần quà đến các gia đình có hoàn cảnh khó khăn và thăm tặng quà bà mẹ Việt Nam anh hùng, các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng. Chương trình Xuân biên phòng ấm lòng dân bản đã mang đến những cái phần quà có ý nghĩa rất là thiết thực, đã động viên chia sẻ những cái khó khăn trong cuộc sống của đồng bào ở biên giới, đặc biệt là xã Lộc Vĩnh chúng tôi. Những phần quà thiết thực ý nghĩa này không chỉ góp phần giúp các gia đình chính sách, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn có một cái Tết đầm ấm đầy đủ hơn, mà nó còn thể hiện tấm lòng, tình cảm của cán bộ, chiến sĩ gửi tới nhân dân biên giới nhằm chia sẻ, động viên, góp phần để nhân dân có cái Tết thêm ấm no, vui tươi.